Công an quận Hà Đông đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ ô tô bị đập kính trong đêm tại khu đô thị Văn Quán. Cụ thể, khoảng 7 giờ sáng nay, Công an quận Hà Đông đã được nhận tin báo của người dân về việc đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng 6 có nhiều ô tô bị đập vỡ kính. Khu vực xảy ra vụ việc là tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B, khu đô thị Văn Quán. Theo thống kê, có 9 chiếc xe bị hư hỏng, cửa kính vỡ vụn. Một số chủ xe cho biết để xe muộn nhất vào bãi xe khoảng 23 giờ. Khoảng 6 giờ 30 ngày 17 tháng 6, những người này được bảo vệ chung cư thông báo việc xe bị đập phá kính. Toàn bộ các phương tiện trên đều để ở nơi không có người trông giữ. Bước đầu, cảnh sát nhận định mục đích của hung thủ là trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, món bánh mì Việt Nam lọt danh sách 24 món bánh kẹp ngon nhất thế giới năm 2023 do CNN bình chọn và công bố. Theo CNN, du khách có thể dễ dàng tìm thấy bánh mì tại các quầy hàng vỉa hè, xe bán đồ ăn trên mọi con phố. Đây không chỉ là món ăn được ưa chuộng trong nước mà còn được nhiều khách quốc tế biết đến và yêu thích. Thế nhưng, mới đây một du khách ngoại quốc khi đến Hà Nội đã thưởng thức món bánh mì kẹp thịt bò phô mai đã cho rằng bánh có hương vị chẳng có gì đặc biệt. Video này của nữ du khách nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng cùng nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Thậm chí một TikToker nước ngoài cũng thực hiện video giải oan cho bánh mì Việt. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, vị khách có tên là Clara Kevin cho biết, sau khi thưởng thức chiếc bánh mì gồm thịt bò và phô mai, không có rau thơm hay đồ chua ăn kèm, cô gái ngoại quốc nhận xét hương vị chẳng có gì đặc biệt. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem với rất nhiều phản ứng trái chiều, thậm chí không ít bình luận bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh thể hiện sự không hài lòng trước nhận định của cô gái trẻ về món ăn vốn rất được lòng khách nước ngoài của Việt Nam. Shoyea, một TikToker chuyên làm các clip về đồ ăn và có hơn 2,3 triệu lượt follow cho biết, một chiếc bánh mì Việt Nam đặc trưng mà cô biết thường sẽ có nhân thịt lợn, pate và thêm rất nhiều thành phần khác, điển hình như rau muối chua gồm củ cải và cà rốt. Cô cho rằng vị du khách trên đã bỏ hết đi những phần nhân đặc trưng của bánh mì mà chỉ giữ lại những thứ quen thuộc với cô ấy là thịt bò và phô mai. Và sau đó, vị du khách này lại đánh giá về món bánh mì Việt Nam chỉ thông qua thành phẩm, không hề mang tính đặc trưng này. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng cho rằng món ăn mà nữ du khách này thưởng thức không mang đặc trưng của bánh mì Việt Nam và nếu muốn có được nhận xét khách quan thì nên thưởng thức bánh mì vị truyền thống để cảm nhận hết vị ngon của món ăn này. Dưới đây là một số ý kiến bình luận nổi bật. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thịt bò, phô mai là món ăn quen thuộc của người phương Tây, nên người ta không cảm nhận được sự khác biệt cũng là chuyện bình thường. Chưa kể là khẩu vị của mỗi người mỗi khác, chứ người ta có chê bai gì đâu mà phải phản ứng thái quá. Món bạn đang ăn không phải là bánh mì thường thấy, chỉ ăn bánh mì với phô mai và thịt bò, làm sao cảm nhận được đúng hương vị của món ăn này? Tốt nhất là bạn nên thử bánh mì truyền thống là loại có pate, thịt xá xíu, rau thơm, dưa leo ăn cùng nước sốt đậm đà. Tôi có thể ăn bánh mì quanh năm cũng không chán, do bạn chọn loại bánh chưa chuẩn chứ không phải là bánh mì Việt kém ngon. Bạn cố gắng thử món bánh mì nhưng bạn lại thử sai mất rồi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa thấy ai nói rằng bánh mì có hương vị bình thường cả. Nói thẳng ra là bánh mì thì cũng ngon ở mức trung bình thôi, nó tương đối khó ăn với người phương Tây vì vỏ cứng và dai không mềm và dễ tan trong miệng như hamburger. Mình là người Việt còn thấy thế nữa là khách nước ngoài, dù đã thử rất nhiều loại bánh mì ở các vùng miền rồi. Ngon hay không là do cảm nhận của từng người, sầu riêng chẳng hạn, áp đặt phải khen ngon là không được. Như thế là khách quan rồi, họ ăn theo ý thích của họ và cảm nhận của họ. Ngon hay không ngon hoàn toàn là cảm nhận cá nhân. Khoảng 18 giờ tối ngày 16 tháng 6, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng kinh doanh vật liệu xây dựng trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt ứng cứu, nhưng do thiết kế của ngôi nhà nên phải mất 2 giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt. Thông tin ban đầu từ Công an thành phố cho biết vụ cháy đã làm cho 4 người tử vong. Sau lưng tôi đây là
là hiện trường xảy ra vụ cháy vào 18 giờ tại số 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công trình bị cháy cao 6 tầng và một tum, có diện tích là 80 m². Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng xác định trong nhà có 7 người, tuy nhiên thì 3 người thoát nạn và 4 người đã tử vong. Sự việc nghiêm trọng này đã gây ra sự hoang mang và thậm chí là thương xót của người dân sống xung quanh đây. Trong sáng nay, nhiều người dân sinh sống ở khu phố Định Công Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra vào tối qua. Nghe thấy thôi mình cũng thấy hoảng ấy, cả đêm chẳng ngủ được, cũng lo nghĩ về cho gia đình họ và cũng nhờ như gia đình mình. Thiệt hại như thế này thì chắc chắn là cũng chả giờ kiểu lúc nào cũng ám ảnh. Ngôi nhà này là thiết kế rất là kín cổng giao đường, mà khi mà sự việc cháy xảy ra thì để cái người ở trong nhà để mà thoát ra thì hơi khó. Vì hai bên là cũng là đều xây dựng và cái nhà này là cao quá. Nếu như cái người ở trên mà thoát ra được thì phải có thang dây. Theo những người dân, khi vụ cháy xảy ra, họ vẫn phát hiện có người bật đèn điện thoại kêu cứu tại tầng 6 của ngôi nhà. Và nhiều người không màng nguy hiểm, leo mái tôn để tiếp cận cứu nạn nhân, nhưng bất thành. Bé con nó gọi kia nhưng mà bên nhà xe máy này cũng nghe tiếng cháu nó gọi đấy, nhưng mà cũng không cứu được. Bởi vì nó cao quá, nó cao mới lại nó kín quá, không làm thế nào được. Thương lắm, nhìn thương, thương tâm lắm nhưng mà không làm thế nào được. Tại vì thương là thương cái bé con, nó vẫy nó kêu cứu mà không làm thế nào được. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong vụ cháy nghiêm trọng này. Xung quanh vấn đề này, cư dân mạng cũng có nhiều ý kiến bình luận nổi bật. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trách nhiệm của các bộ phòng cháy chữa cháy cơ sở ở đâu? Khi liên tục xảy ra cháy nổ chết người, nếu người dân và doanh nghiệp không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy thì không cho kinh doanh buôn bán, phải làm quyết liệt chứ không thể kiểm tra qua loa để người dân thích làm gì thì làm, dẫn đến thiệt hại rất lớn về người. Hỏa hoạn là điều không ai muốn, kỹ năng thoát hiểm vô cùng quan trọng để có thể tự cứu mình và người khác, cháy nhiều chết nhiều để ngẫm nghĩ về cách phòng cháy chữa cháy ra sao cho phù hợp hơn khi cấp phép xây nhà. Nhà nước mình nên đầu tư trang bị máy trực thăng cho công tác phòng cháy chữa cháy, chứ nhà sát nhau, đường thì nhỏ, không thể tiếp cận được, chỉ còn cứu bằng đường trên không. Bịt lối thoát hiểm, lấy xe chặn cửa nhà người khác là tình trạng xảy ra rất nhiều. Hầu như các vụ cháy đang xảy ra đều có liên quan đến cháy xe máy. Chính quyền địa phương nên có biện pháp dứt khoát và trừng trị nghiêm các hộ dân đem xe chặn cửa ra vào nhà người khác. Hậu quả rất khó lường, nhất là trong các hẻm nhỏ, phải chấn chỉnh ngay việc này một cách triệt để và nghiêm túc. Theo tôi, bất cứ hộ gia đình, nhà tập thể, chung cư, nói chung là có yếu tố con người sinh sống, đều phải tính đến phương án xảy ra cháy nổ. Khi cháy nổ thì thoát hiểm bằng cách nào, chạy ra đâu? Trước khi mà đã sự cố rồi thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Khói, khí độc, nhiệt độ cao cũng cần vài ba phút là xong rồi. Chứ nhìn hình ảnh cứ dùng vòi nước xịt sau cả tiếng đồng hồ, có khi là như làm màu, diễn tập và sẽ không có ý nghĩa nữa đâu khi thời gian vàng đã qua. Xin chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Thật đau xót, qua vụ cháy này, những gia đình có điều kiện kinh doanh và sinh sống tương tự có rút ra được chút kinh nghiệm nào không?